Lô các bác nhá, bác nhìn thấy em ở đâu không? Lâu rồi, hôm nay chạy vùng núi nhưng mà đang sấm các bác ạ. Hôm nay em đập 70 phát chạy vùng núi này. Lâu rồi hôm nay em lại chạy đây, các bác nhìn đây, ống này. Đấy, 70 phát bác, các bác thấy nó cao như này cơ mà. Đang sấm, hôm nay là hơi khó thả mà hôm nay em chạy núi rồi. Là thả là hơi vất. Nhưng cố gắng là thả là mai kiếm cái video, lâu rồi em không quay video cho các bác. Vòng quanh tất cả đều là núi hết. Cơn mưa các bác nhìn thấy trên trời. Hốt, em còn hốt luôn hôm nay ạ. À, rồi bây giờ em sẽ xuống núi các bác ạ. Đây em đang đứng trên đỉnh đèo này. Giờ bắt đầu em sẽ xuống núi. Tối quá các bác ạ. Ôi, em còn một mũi bay này nữa là hết. Tối quá. Hôm nay nguyên nguyên to các bạn. Kiểu nguyên lặng. Rừng cao thật nên. Sau đó sáng lại tối quá. Úi dồi, cá chuối. Ngay ống này chắc gì nó đưa nó vào. Mẹ con cá chuối to. Ây da. Chín đỏ này là nhiều luôn nữa này. Cuốn vào. Đấy. Ống mới tung hôm qua em bắt đầu em thả lần đầu tiên đấy. Thợ chuộc thả kém. Vết nó hoàng các bác nhá. Xịt xịt. Ông mới hôm nay xịt. Ui, cá chuối. Đấy, sóng rồi. Đầy lắm cá chuối á. Cá sộp, nó gọi là cá sộp. Hôm nay nó video này hơi tối vì em còn nó mũi bãi này nữa là về thôi. Đây liền đấy, cho là sáng. Ui, ống nặng phết đấy. Hôm nay không được thì thôi, đã được thì ống nặng nặng. Mà hôm nay nương to. Hôm qua em vẫn đi, hôm xưa em vẫn đi, hôm qua em gặp hai anh em chạm ống với em nhưng họ không có lấy theo bác nhé. Anh em cùng đi là không lấy. Họ bảo ngay thì không lấy, không là lấy. Không như những người khác đâu. Lấy nó cũng tùy như vậy. Vừa đây. Vui đầu à. Đấy. 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 Không phải là ai cũng mấy đâu. Giờ sang bên kia. Khu này nó không có mưa. Em chỉ sợ hôm qua là nó ngập. Mưa nó ngập. Khu này nó không mưa. Đây các bác nhìn thấy vết trước này. Quay cái máy này thì nó không có liếng video. Hình ảnh nó không có liếng. Hai cái xịt còn mới tinh. Chắc mình cái là biết là xịt. Nó phải ở
thì mới là đường lươn mây cái này được. Cái này nó bịt lên miệng, mỏng màng, nhiều quá bịt lên miệng. Còn cái này thì được. Đấy. Trồng. Quả nó như tinh hết. Quả vừa cắt hai cây, chục cái. Bãi này phải mưa, nó trôi hết cái này đi. Cả lấp hết nỗi này, đây, màng màng này. Các bạn nhìn ra ngoài. Đấy. Đánh này kì khéo lắm đi. Thế còn không luôn lấp lỗ ạ. Được con bé con. Thả khéo thế không còn lấp lỗ rồi. Này, được cả quá. Nhìn trong nha mọi người. Nhìn trong. Nung nó kìa. Trời quá. Đây. Cái được còn đen còn. Lớn đấy các bạn. Trong. Lớn đấy. Cuối cùng nha bác nhá, cái cuối cùng. Cái này không lấn lỗ. Có được thì được nhiều, cái nào lấn lỗ được không có cái đâu. Chữ luôn. Ông này đẩy sặc chết các bác. Em vừa về nhà đây. Máu đổ đống máu. Sợ. Mẹ bay cả hòm. Đây lườn lườn ra đường đấy bác. Ngay mày. Gặp. Bay cả hòm. Đại vô chút. Dính đây cho bác cứ nhìn nhé. Để ống thịt đây. Dạ. Còn lại bỏ. Các bác chờ, chờ em tí. Ngay bầy hồ chạy nhanh thế. Ngắn này còn bé con các bạn. Rồi. Vài rõ đây. Vài này cạn nước rồi, không rửa ạ. Bé luôn này to rồi.
em vẫn chạy đấy. Nhưng mà hôm qua hôm xưa này em không có kịp quay đây. Hôm qua là gặp hai anh em. Em chắc chắn là thả trước rồi. Thế nhưng mà gặp hai anh em đánh sau chạm bóng em không lấy. Ba cây kìa. Không lấy. Thắng là vớt ba anh em bằng nhau. Bảo biết là chạm bao nhiêu không là lấy ống ngoài. Đấy là phải thế các bạn ạ. Anh em đi kiếm ăn nó phải thế đấy. Đường này to lắm. Giúp cái con này hả? Đây đây. Đấy. Đấy bạn lấy mình nhá. À. Để sẵn đây rồi nhá. Ôi chết ạ. Quá chết. Cạn nước nha các bác nha, không đầy nước đâu. Nó vào đuôi. Ống 42 thì chỉ vào đuôi. Còn ống 48 có thể là vào đầu cũng quay vào. Vô lý. Ống 42 là 100% là vào đuôi. Đi được. Cái này xịt cho các bác nhé. Cách em cũng nhỏ rồi. Đi chạy hình dài rồi. Mà vẫn còn xịt hơn chục cái nhỉ các bác. Thịt cho các bác nhé. Đã toàn mất dây chun rồi. Lượn ra này, chứng tỏ em chạy xa ra lượn, không bao giờ nhầm mấy cái này, nhầm nhiều như thế, không bao giờ nhầm nhiều như thế một. Để cả cái này thế luôn, ra luôn, chạy xa quá ra luôn, nguyên đường núi. Sốc kinh điển rồi.
lượn cò. Trên xe vẫn còn nha con nhé. Chạy xe mà vẫn còn dài. Mũi tinh con bé nó mua cho cái găng tay bắt rắn, nhưng mà bắt bằng găng tay thì làm gì thật bằng bắt tay không được, không cẩn thận nó cắn rồi. Bắt tay không nó còn thuận hơn nữa, lại phải đổi. Ui, một cái ống này nặng thế các bạn. Ui ôi mẹ, ống này phải gọi là ống đầy mới đúng. Ống muôn hai em bị rơi mất một ống, luôn nó ra ngoài và đây cũng còn luôn to nó ra đấy, mất hòm các bạn. Còn luôn nãy đầu tiên bắt đầu chút đấy các bạn, hòm hơi lỏng đi nhanh quá mới lại nó sốc á. Còn vài cái nữa là hết các bạn, bốn. Cái này cái nữa hết rồi, hơn chục cái xịt qua đánh nhiều thả 70 phát. Lúc đầu video lúc bắt đầu đi đánh em nó quay cho bác xem rồi đấy, 70 phát luôn hết rồi các bác ạ. Hơn chục cái xịt luôn này ạ. À, nguyên đường to cái đường này cũng các bác nhìn đây, em lên cho bác nhìn thấy dễ nhìn này, nguyên đường to rồi đây này.